Nay mình tiếp tục đi thăm Bãi Rắn. Nay mình thăm ở khu vực phía bên sông nhà mình. Thăm cái đầu tiên có con gì ở đây. Quốc à. Quốc, chuột chạy ra. Hello, hello. Để mình bỏ lúa với cỏ vô cho nó. Thăm nãy giờ mấy cái mà nó không dính cái gì hết mà. Nay chắc có vẻ thất thu nữa. Ông cái này có con gì không? Bữa nay thất thu rồi. Kệ làm ngày nào cũng vậy, có bữa trúng bữa thất là chuyện bình thường thôi. Chuột chết cái gì ta. Ừ, hên quá con chuột còn sống. Không, để ổi với lúa vô cho nó ăn. Cái này chừng nào mà mùa mưa rớt xuống các bạn thì lúc đó gắn đi mới nhiều. Giờ gắn nói chung cũng ít đi. Chỗ hình cho mình thì chủ yếu là gắn hô hành với hô ngựa. Cái tiếp theo quay tiếp. Lỗi các bạn nha, nãy giờ cái máy quay mình mới bị gì cái tự nhiên cái tắt luôn. Điện thoại mình muốn tốn tiền, muốn đòi tiền rồi các bạn ơi. Với lượng gắn hành khoảng 300 g. Nãy giờ mấy cái máy quay sao mình quay rồi mà sao nó tự nhiên nó dựng đâu mất tiêu. Ngày về em xin tiệm gắn hôm an chúa nhà mình mua cái điện thoại chắc phải chữ tăng nát nữa quá. Mấy có vợ khổ lắm các bạn ơi. Mấy bạn trẻ giờ có vợ phải suy nghĩ cho kỹ nha. Tối về đập đầu vô tường khoảng 100 lần vậy đó. Mày không biết định nên có vợ hay không nha. Nó nói chơi thôi nha các bạn. Đập đầu vô 100 lần chết qua rồi. Nói chung nó thôi mình nè. Vậy nè. Để mình bỏ chuột chứ lúa vô cho nó ăn. Mình đặt lại. Để tới quy cái bẫy gắn tiếp theo mình quay tiếp cho các bạn xem nha. Ở bên đó có con cái để mình qua bển thăm thử. Cái này nó hôm bữa dính gắn hổ hành này các bạn. Khoảng nửa ký hôm bữa. Cái này. Nặng à, nhẹ hiu. Hello, hello. Cho nó vứt ổi. Ổi. Lúa còn. Nãy giờ năm thăm nãy giờ cũng đâu 7-8 cái không có đâu ạ. Chục cái khoảng 12 cái được có không con. Con gì không?
nó 5 cây đó. Quốc à, con chuột chi, chuột lú đầu ra nó chào mình hello hello. Nó còn cái tiếp theo ngắn quá quăng. Ồ, dính hoành các bạn ơi, nó đã quá đã, quá đã quá đã, xuống xuống xuống. Quá đã quá đã. Ô con này cũng khoảng 300g ạ. Cũng ngon rồi. Tháng này cái dính vàng cũng ngon rồi các bạn ơi. Mình bắt nha. Mở bao ra các bạn xem. Ô. Con này khoảng 300g ạ. 330g. Nắng quá trời nắng. Nên bắt nó ra. Không sao không sao, có cất là có tiền. Trưa nắng quá trời. Mà ở đây làm vườn, người ta làm vườn các bạn, phải đi thăm buổi trưa chứ thăm buổi sáng buổi chiều người ta ra vườn, người ta làm dữ lắm. Đây. Ồ, hổ ngựa các bạn ơi. Hổ hán. Hổ hán. Hổ ngựa. Đây mà. Ồ, hổ ngựa. Con này chắc cũng nửa ký hơn nửa ký. Nơi còn gọi là hổ gắn gồng. Hổ ngựa, sọc dưa, nói chung gắn này gắn không có độc nha các bạn, nhưng mà nó là loài gắn dữ nhất trong những loài gắn không độc. Để mình bắt nó ra. Này mình phải bắt bao nữa. Này dữ dữ lắm. Phải chơi bao nó phải không? Cái loại này nó bị bà cố luôn. Nó không có độc thì nó cắn, nó đau chó cắn rồi. Thù nhất là mấy loại gắn này. Bán không có nhiêu tiền mà xương thôi. Xong bể cái đầu. Chỗ mình là đa số hổ hành, hổ ngựa thôi. Tòng gì đâu mà. Phá hôm luôn. Yeah.
ra. Không chịu ra, nó bẻ hơn, nó phá hơn luôn. Ghê. Cái rắn này nè, mình không ham. Đó, ra, ra. Ra. Ra xong rắn này dữ lắm mà thôi, rắn không có độc thì nó cắn dã man, nó có cái tật gọi là mà bị rắn gọi là hổ hé hổ xỉu, nó có giải chết khoai một con đụng nhẹ nó giải bộ chết, nó chuột quá lắm. Rắn hoa hành hải con 300g á, hải mình mới mở bao sao không biết, mới rồi bắt con rắn kia ra, rắn trong bao nó thoát ngoài tiêu nào không hay. Bữa nay thăm thất thu mà bị sảy rắn, buồn dễ sợ. Mong là rắn không mang chúa nhà mình nó bả đừng xem video này, bả xem video này không có thấy mình thắc mắc rắn về bả nó móc học. Bây giờ mình bỏ chuột vô đặt lại. Có con gì không đây? Nãy giờ trời nắng quá rồi. Quốc hà. Gắn hoành chà bá luôn các bạn ơi. Quá đã, quá đã. Vô bánh mình, vô bánh rồi các bạn ơi. Quá đã, quá đã. Vô, vô. Nắng quá. Mình vô mát. Vô mát. Nắng quá trời nắng. Đã các bạn ơi. Quá đã. Nãy giờ không có đi có mệt, nhưng mà gắng thấy khỏe đi các bạn. Quá đã. Con phá bao rồi các bạn nha. Gắng hoành trà bá luôn các bạn không? Con này là tí à, hơn. Bạn xem nè. Quá đã. Các bạn thấy đó, hơi tối chút. Quá đã các bạn ơi. Con này cả ký hơn á. Em hồi về mình quay cho các bạn xem nha. Quá đã. Vô mánh. Nãy giờ đi mệt quá. Dím gắn khỏe liền. Ăn bắt nha. Rút kinh nghiệm lên mới được. Nãy nãy mình bắt con rắn này dính có 7 hải không, khoảng 300g các bạn. Rồi con dính trước bỏ con bao nó chui ra mất tiêu, chụp không kịp. Vừa mở dây ra vừa thò tay bắt con rắn trong lòng hải ra tuôn ra luôn. Chỗ nó cỏ không nhào chụp không kịp, phải chấm bắt được. Rồi. Rút kinh nghiệm rồi. Không có bỏ con vỏ nữa. Đi bỏ con vỏ nó chui ra được. Rắn chặt lòng luôn không bắt không chết, quá đã. Ồ, cứ ngắt luôn không ra được, quá đã. Rắn cũng bích lòng luôn không ra được. Ồ, quá đã rồi thấy không. Ồ, ỉa giờ. Quá đã, quá đã. Bạn xem nè. Vô mánh, vô mánh. Dính gắn, khỏe liền. Bây giờ dính gắn, hết mệt liền.
Để bỏ chuột với chuột vô tiếp. Kẹt đầu rồi các bạn ơi. Một xíu kẹt đầu rồi. Chút queo luôn, miệng chuột xử luôn. Ây da. Khoai nè. Cà này hình nang giải à. Mình tạm dừng đây để mình bắt con rắn này ra. Chết queo, kẹt đầu, chết queo. Nhìn tới nhà rồi, con này hãy bị kẹt đầu, chết queo. Xem thử rắn được bao nhiêu. Con này con bự nãy à. Con này bự này được bao nhiêu? Đúng 1 ký. Đúng 1 ký trừ bao lưới, bao lưới này bao lưới nhỏ 500 g thì 950 g. Con này trực 950 g. Quá đã. Vì đó hai đón nhấp nhĩ đúng chứ, nãy đón 1 ký. 950 g với cái này ba con nhỏ, hải sản con 300 g nữa. Cỏ không chụp không kịp. Nửa ký. Này nửa ký về bao lưới ra 400 g. Nửa ký gần 4 ký rưỡi. Bốn chưa được chứ gần nửa ký. 450 g trừ bao lưới luôn còn 450. Này 950 g. Ngắn ngựa này được nhiêu nữa? Nửa ký không ta? Mật gà hùng mang hoài, đụng đụng xỉu đi dễ căng. Mực ghê luôn. Em. Con này 800 g. 800 g. 800 g. Quấn quay. Em. Đừng nhúng nhét. 800 g. 800 g chịu lưới 100 g còn 700 g. 700 này 900 ký 950 g. Ký 650 kia. 450. Ồ vậy khoảng 2 ký, bữa nay được 2 ký. Rồi. Chào các bạn nha.